gì? Tên Tên thông gì? thường. Mai Tây Ban Giang. Thế tên thay thế. Mê Tây Ban Giang là tên thay thế. Đọc là gì? Gì đó To luen. To luen. Nuốt nó đi. Y chang nè. Cái nhóm này gồm có NO2 và OH. Và ở đây có nhóm gì? CH3 gọi là nhóm đẩy. Nhóm đẩy thì ưu tiên vị trí số mấy? Một, hai, hai với một mấy? một, bốn. Đó. Một, hai với một, bốn. Lại cho thằng này vô một, hai trước nha. Vị trí số 2. Được chưa? Viết ra. Số 2 nè. Cộng H2. Ồ, y chang. Đánh số vô 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lại cho vô một mấy? 1, 4 nha. Đó. Ra gì? Đó, viết ra. Cố gắng tránh số vô cho nó nhớ. 1, 4. 1, 2, 3, 4. Được chưa?